Chào anh em nhé. Em làm tiếp tục bài với cơ ép tim. Vấn đề mà nó không nổ cái tim được. Chào anh em đã quay lại với cái kênh của mình. Cái này đang bình thường lắm, vị thế này là bị lâu rồi. Vì nó đi đẹp không? Cái này thì cắn một khoảng thôi, tự chế lại. Bẩn quá. Quá đủ xăng á. Đã đủ giãn đây luôn à. Giật xem nó đi, chạm bệnh nó nào. Ý là sao? Nhỏ. Cái bông nhỏ kia sạch bên tay này. Nhưng mà cái cơ này thì mình định tháo ra xúc cái chế là nó không có nổ anti được. Nhưng mà bây giờ mình do chạy rông á, cái nút gió mà xăng á, nó bị lỏng ra tí. Thế là bây giờ nổ anti được thì mình xịt sơ thôi. Chỉnh lại cái thì nó được rồi, thì không cần phải xúc chế. Trong cái này thì nó thật sự cái cưa này thì nó đơn giản thì đơn giản thật đấy, nhưng mà nó cũng rất là phức tạp. Nói chung anh em xem vào kênh của mình thì cố gắng like, chia sẻ thì đăng ký kênh của mình với ủng hộ mình. Bữa sau mình làm những video nó tốt hơn, chuyên nghiệp hơn, nó dài hơn. Thì ví dụ các bạn nào mà muốn xem những video, muốn hỏi làm cái gì á, cứ nói mình để mình làm về cái video về cái vấn đề đó. Hạn chưa biết làm gì đó. Trở đi là mình sẽ ra video liên tục. Nói thẳng là bữa trước nó quay nhiều cái điện thoại nó bị hư, bữa nay mới mua được cái điện thoại. Ở đây các bạn cứ
cũng đăng ký kênh, vào kênh xem thường xuyên mình nhá. Xin chào tất cả mọi người.